Rồi, chào mừng các bạn đến cái kênh của mình ha. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài Sleep and Math trong trong Query Editor ha. Trước khi vào thì mình sẽ mở file này lên. Thì trong lúc chờ đợi thì mình nói luôn ha, các bạn đăng nhập vào đây này, rồi vô group Zalo ha, rồi Facebook để mình có thể là sửa các cái fix lỗi cho các bạn ha, về Power Query ha, Power BI ha. Rồi. Rồi, sau khi mở cho bạn mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chức năng sleep ha. Rồi, chúng ta sẽ vào train form data ha. Rồi, khi mà có dấu than như thế này này, cái mình trường hợp lỗi như thế này đúng không? Là trường hợp lỗi đường dẫn thì các bạn vào data source này này. Các bạn thay sổ cho mình ha, tới cái đường link ấy, chứa cái file này cho mình ha. Đây, ví dụ như file này này, ok ha, bấm này. Rồi tương ứng file này thì mình trang sổ cho nó ha, cái này basic nhất nha các bạn. Trang sổ cho đúng nha các bạn, không là toa luôn đấy đó. Sau khi làm xong thì nó sẽ ok rồi ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ vào cái chức năng là Sleep and Column này ha. Thì á, giờ làm sao để mình có thể tách ha. Mình ví dụ nha, mình muốn tách này cái tên đất nước này ra đúng không, from này, rồi cái này ra bằng cái từ from này. Còn phía trên á, thì này á, thì người ta đây là người ta tự làm ha. Rồi thì giờ làm sao mình tách được ha, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách. Các bạn vào sleep này, cái column ha, sau đó bấm vào đây by này. Đó. Các bạn chọn này, ở đây ha, custom cho mình này, được chưa? Cái từ của mình là từ mình muốn là từ gì? Raw ha. Ok không? Thì rồi sau đó mình thử bấm ha, nó ra này. Đó, nó tách ra cho mình ha. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Nên những cái từ này thì nó sẽ là làm gì đó thì mình không biết ha. Nhưng á, cái mục đích của mình á, là mình muốn tách ra đất nước ha. Và bằng cái từ from. Và chữ from đó cũng cần thiết nữa. Rồi sau đó mình sẽ sửa tên lại này. Country ha, là đất nước đi. Đất nước ha. Ví dụ thôi. Còn này là gì đó. Chấm 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 ha. Đó là mình chỉ một cách ha. Rồi các bạn cũng có thể vọc mấy này này, cái này á, thì dùng số là giống giả sử như mình đếm này, 1 2 3 4 á, giống hàm len, hàm hàm len này, rồi hàm right, hàm hàm right ha, hàm hàm left này, rồi hàm min này, là sử dụng bằng cách này ha. Thì cái này mình chỉ cần bấm số vào là được ha. Rồi tiếp tục này, cái này thì chữ hoa chữ thường ha, đó ví dụ vậy. Thì nhưng đều đa số sẽ sử dụng thằng này là nhiều nhất nha các bạn, ở cách nhau bằng space này đó, bằng các cái ký tự đó. Đó rồi cái tầm thì bằng các cái ký tự của mình mong muốn ha. Thì nó có quy luật chung, các bạn phải việc của các bạn phải tìm cái quy luật để mình có thể tách. Thì bài trước với bài này là cực kỳ quan trọng, các bạn cố gắng thực hành nhiều nhiều dùm mình. Nếu các bạn thấy video này hay có ý nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ, cũng như là đăng ký kênh giùm mình để mình có động lực làm những cái video tiếp theo các bạn ha.